À, đây rồi, con tim Việt Anh, Ronaldo. The prophecy is true. Cháy sườn. À, Ronaldo. Trời, hiện tại Ronaldo này đang được tính cộng thêm một chỉ số của team Color Man U và team Color Vàng. Mắc cấp chỉ số 123. Ai da, nhìn chỉ số kìa. Wow, it's just like real life, man. What the? Qua lại nhá, tốc độ 128 này, tăng tốc 129 này, dứt điểm 131, lực sút 128, đánh đầu 123, sút xa 124, vua lê 121, chọn vị trí 127. Nếu mà búp thêm team Man U thì sẽ cộng thêm 2 chỉ số nữa là lên 125. Là hết cỡ rồi. Ôi trời ơi, gù lít. À, không sao, đá hết. Không vấn đề gì cả. Có gù lít trong tay. Sợ gì? Ba lắc hàng thủ. Ronaldo! Ôi trời ơi, sao mình không sút góc xa nhỉ? Sút góc xa nó mình hàng thủ. Tỉnh táo vậy. Ui, không hiểu sao mà đấy không vào vậy. Ui, tiền vệ ngon quá. Ronaldo. Mượt anh em ạ. Lòng tôi HD nó mượt. Nó cháy sườn quá. Cảm ơn Hoàng Trương nhá. Tốt một nạp mà em, tốt một VIP mà. Anh Bình thì cũng không lạ lẫm gì với kênh anh em chúng ta rồi. Ngày xưa anh Bình mở đen lắm. Tầm này năm ngoái là ông đi sân bay giới thiệu anh Bình đến với kênh đấy. Ơ đen quá. Có cơ hội ngay bây giờ. Gulit tuyệt vị à? Ông thấy không? Gulit phong độ cắm kìa. Benjin Well. Làm bản nữa cho nó chắc cốt đã nhở. Xong rồi múa gì múa đi. Mình rất hay có cái tội là mình vào mấy cái nick này là mình hay múa quá đà. Không để thua. Trời ơi, chạy kinh nhở. Uầy, mẹ không biết ngày xưa nếu như trong trường hợp mình mở cho anh Bình Ronaldo MC thì nó sẽ kinh khủng như thế nào nữa. Làm gì? Làm gì? Ui dồi ôi, dồi hát mà. Quả dồi hát 18 thì cháy lắm. Này chắc chắn là mở ra VTL 7 chơi đến 8 rồi. Hay nhỉ. Ui da. Và phối hợp ghê đấy. Ăn mừng như Adebeo vậy. Con rốt queo kia. Nó vẫn là gọi là con AI đá ngon quá nhỉ. Thả rừng về hổ. Ông hoàng ngoái cháo. Chúa thể ZD. Vị thần lừa lọc vút các quan. Mắc quay này, nhìn mắc quay phòng ngự này. Đá như tôi ngoài đời vậy. Ai? Sao phải mới cái đội hình thế nhỉ? Con đô chưa chạy chỗ. Anh em thấy không? Cứ đi hàng phòng thủ kìa. Đây, thời điểm này là thời điểm rất đẹp để mình đi vào. À, quả đấy đẹp thế rồi. Vị rồi.
Ơ, cái vị à? Cũng có con hậu vệ đứng dưới à? Ba Lạch, chiến thần Ba Lạch, cơ hội là đây. Chết chắc rồi. Mẹ. Ở thế nhỏ nhỏ rồi nha. Yeah. Chuẩn chỉ không? Ê, đáng nhẽ quả bơm con Ringwood quả trước phải vào rồi chứ. Chùi ôi, nhìn nó vô lê kìa. Sút quả y như Van Persie vậy. Khó quá. Cầm bóng giữa sân nhiều quá. Có cơ hội ngay bây giờ. Ông vừa rồi siêu sao ấy không ạ? Siêu sao mùa trước ấy, nhìn là biết đấy. Đó là cú sút bóng tốt. Với lại tầm banh điện thoại là anh em đá cũng chắc á. Không phải... Không phải kiểu mà múa múa sút sút là được đâu. Khó lắm. Pen... 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 Penando. Đố bắt bà này. Đấy đánh nhé, Gullit sút rồi á. Mà có khi quả đấy Gullit sút còn đéo vào cơ. Trời ơi. Nghe nó quả đấy rồi mình xịt xịt nó chịu quá. Gullit làm hết rồi đấy anh Rô ạ. Gullit đồng đội đến mức và sau còn truyền nữa. Rồi đến chương trình yêu thích của anh em nào. Không lấy hot on. Đấy. Sự kiện tiếp theo anh nghĩ là gì? Sự kiện tiếp theo mình nghĩ nó sẽ là liên quan đến Rương á. Hai gói cộng 8. Gói này mà mở ra cộng 8 ngon mùa hot với sướng. Chơi. À mùa COC 34 Saka cộng 7. Trời ơi. Cộng 8 là được 104 rồi á. Mở. Vẫn là COC 22 Dumfries. Cầu thủ mới về Inter Milan. Đấy, một trong hai kèo có cộng 8. Ôi sao Dumfries này nhìn đẹp trai vậy. Trời ơi. Được. Rồi. Tiền không. Ronaldo Messi kiểu nào. Đây rồi, một kèo phôi chất lượng. Alisson chỉ số đánh đầu vô cực 111. Mà lem. Làm con Messi nữa để được hai con chỉ số cao nhất nhỉ. À, Dybala anh em ạ. Ghi con Alisson vào đi. Mbappe và 1 năm hợp đồng giá 160 triệu. Real Madrid. Mặt kỳ nhỉ, 160 triệu nhả mẹ đi. Còn 1 năm hợp đồng, cố giữ. Kiểu đang muốn build dream team á. Tính ra giữ chân Mbappe giờ này hợp lý. Tại vì ai cũng muốn xem Mbappe, Messi, các kiểu Neymar kiểu. Rồi. Nè. Kiếm một kèo mà tiền Anh chất lượng cho anh Bình. Mở. B. Ôi con này mới mở hôm trước. À, hello Pela. Trời ơi, gói này gói ngon mà.
được con 98 rồi mà 98 nhiều con ngon đấy. Các con phải làm tiếp nhỉ. Rồi mở. Lắm phôi đấy. Phôi 110, 109. Trời ơi, siêu tiền đạo của tôi mà chỉ số Claudio Bravo sao lại to thế này được. Kinh vãi. Nhưng mà thủ môn thì đấy, anh em thấy không, dù hát vẫn bị bắt như thường cái thôi. Nhưng mà chỉ số cao thật. Mình nhớ có lần mình mở cho anh Bình cái gì à? Ra cả KK hay gì lãi lắm. Nay phải làm thêm tân lãi nữa mới được. Tần này là ra một con Henry là bao ngon luôn. Top 30 á, cả tôi auto ngon hết. Top 30 Zidane các kiểu. Đây rồi. Sebi à. Đó là Nemanja Vidic với 22 tỷ. Một mức giá khá là trung bình. Vidic thì phải bán luôn thôi. 127. Top 30 là 2 tỷ. 22 tỷ. Số 10 người bé. Đó là Bazzo 25 tỷ. Ô, tôi nhớ Bazzo thì giá cũng trung bình rồi, đầy cảm giác bé nhỉ. Nó 109 không bù nhiều đâu anh em ạ. 300k là nhiều rồi. Hai này. Ba này. Trời. Anh em đợi tí đi đái cái nhá.